Vâng, xin kính chào toàn thể các anh em nhé. Hôm nay sẽ giới thiệu cho toàn thể các anh em một cái mẫu sản phẩm mới, đó là đôi giày vải quân nhu này. Thì như các bác biết rồi, trong quân đội thì các chiến sĩ cũng như sĩ quan người ta thường xuyên sử dụng những cái đôi giày như này để tập luyện này, rèn luyện hội thao này, và trong chiến đấu nhé, họ cũng sử dụng những đôi giày này. Tùy những cái đơn vị đặc chủng thì người ta có những cái đôi giày riêng, nhưng khi mà trong chiến đấu hoặc là đi hành quân, đi rèn luyện tập trận là người ta sử dụng cái đôi giày này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó rất là bền, gọn, ôm chân và cực kỳ là chuẩn cho anh em sử dụng trong chiến đấu. Thì như các bác biết rồi, đây là cái đôi giày vải quân nhu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái phần này nó là bằng vải nhé. Phần thân của giày nó là bằng vải. Đây, anh em có thấy này, phần thân của giày nó là bằng vải, một lớp vải rất là dày, dặn và chắc chắn. Cái loại này thì ví dụ như là nước dội qua thì không bao giờ ngấm, nhưng mà nếu mà ngâm lâu xuống dưới nước thì nó sẽ ngấm thôi. Nước dội qua nó sẽ không bị ngấm. Và cái phần mõm của nó đây, bo một lớp chun này, trông khá là thời trang đấy, đúng là thời trang nhé. Và cái phần đế của nó thì là đế cao su, cái ma sát rất là dày và lớn đấy, để chống trơn trượt rất là cao. Anh em chúng ta sử dụng cái đôi giày này, chúng ta có thể là đi làm này, chúng ta đi rừng, đi dãy, leo đồi rất là tiện. Với cái phần cổ cao như này, khi mà chúng ta mặc quần, chúng ta gài quần vào, nó sẽ bo cái ống quần lại đấy, bo cái gấu, cái phần gấu dưới đấy, thì nó sẽ chắc chắn hơn, chống muỗi chống vắt rất là tốt. Đây, các lỗ này, các lỗ nhôm, các lỗ sỏi dây này, nhập rất là đều. Nhìn cái đường kim mũi chỉ anh em có thấy nó chắc chắn không? Hàng này hàng chuẩn zin nha anh em nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, cục quân nhu này, công ty cổ phần 26 này. Đây là công ty chuyên sản xuất những cái quân nhu cũng như vật tư phụ kiện dành cho các sĩ quan trong quân đội nhé. Thì cũng về một cái đôi giày này thì anh em cũng biết rất là rõ rồi, không phải giới thiệu nhiều nữa. Anh em đã qua lính thì cũng rất mong được sở hữu cũng như là sử dụng lại những cái đôi giày như thế này. Nên là anh em có nhu cầu hãy cứ liên hệ trực tiếp với em theo hai đầu số điện thoại nhé. Lúc nào cũng nhân viên tư vấn sẵn sàng chia sẻ các thông tin về sản phẩm cho anh em. Và giá thì cực là mềm thôi, anh em hãy cứ liên hệ trực tiếp nhé. Thì cũng là một video ngắn giới thiệu về cái mẫu giày vải quân nhu này, giày chiến sĩ đó. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp. Em xin phép kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.